Sau giai đoạn bị xì đọt, nín bông do mưa lớn kéo dài, hiện nay các vườn sầu riêng đã nhúng mầm hoa trở lại nhờ giải pháp 2 kích 2 chặn của công ty An Phát Nông. Được những khoảng ngày nắng đẹp, lượng mắt cua trên thân cành cũng đã sáng rõ khoảng 50%. Nay mai, nhà vườn sẽ tiến hành kéo bông, tưới nước, bón phân, chuyển sang chế độ chăm sóc sau mắt cua. Thời tiết giai đoạn Giáng sinh hàng năm thường có những đợt không khí lạnh kết hợp với sương mù. Thêm vào đó, dự báo cơn bão số 9 sẽ ảnh hưởng đến đất liền, làm xuất hiện những cơn mưa lớn cục bộ. Xét thấy diễn biến thời tiết phức tạp, chúng tôi mời anh Nguyễn Thanh Triều, chuyên viên kỹ thuật cây ăn trái để có những trao đổi tư vấn cho nhà vườn, những giải pháp tăng cường lực, kích kháng bệnh cho những bông hoa sầu riêng. Bông sầu riêng mới hình thành thường sẽ dễ mẫn cảm với bệnh thán thư do nấm, bệnh héo do vi khuẩn. Bên cạnh đó, chế độ dinh dưỡng cho bông cũng rất nghiêm ngặt. Các vấn đề này sẽ được ban biên tập đề cập trong phần trao đổi với anh Nguyễn Thanh Triều ngay sau đây. Kính thưa quý khán giả cùng quý nhà vườn thân mến, bà con thân mến, thì qua những chương trình lần trước thì chúng ta đã giúp cho rất là nhiều nhà vườn xử lý ra hoa sầu riêng thành công. Tuy nhiên thì theo dự báo vài ngày tới có đợt không khí lạnh tăng cường, do đó là Trọng Hiếu nghĩ là nó sẽ ảnh hưởng rất là lớn tới những nhà vườn mà chúng ta có vườn sầu riêng đang bước vào giai đoạn mà nhú mắt cua. Sẵn đây ngày hôm nay Trọng Hiếu cùng với anh Nguyễn Thanh Triều có chuyến thăm vườn, do đó là Trọng Hiếu mời anh để chúng ta sẽ có một cái cuộc trao đổi về cái chủ đề là cách chăm sóc mắt cua sầu riêng trong cái giai đoạn tiết lạnh. Dạ anh Triều thân mến, ngày hôm nay Trọng Hiếu và anh nãy giờ mình đi tham quan một vòng, cũng như là vài ngày tới thì có cái đợt không khí lạnh, do đó là Trọng Hiếu có câu hỏi cho anh là nếu như cái không khí lạnh như vậy, cái nhiệt độ thấp thì nó ảnh hưởng như thế nào tới cái sự phát triển của mắt cua ạ? Thưa bà con, thì bà con canh tác sầu riêng nhiều năm rồi, bà con cũng biết là cái mắt cua chúng ta nếu mà nó mới vừa nhú ra khỏi cái cành một tí thì nó mắt cua vừa sáng lên nè bà con, thì bà con thấy là cái mắt cua chúng ta rất là non nớt. Chúng ta không có bảo vệ được cái mắt cua ở cái giai đoạn đó thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái số hoa, cũng như là nó ít đi thì chúng ta không có đủ lượng hoa để chúng ta tiện trái. Bà con biết là nếu mà cái thời tiết lạnh như vậy thì bà con thấy là cái mắt cua, cái thứ nhất là nó chậm phát triển đó bà con. Còn cái thứ hai là nó nặng hơn, là nó làm sẽ khô đen cái mắt cua. Bà con biết là đặc biệt là năm nay thời tiết rất là khó, nên nếu chúng ta không có dưỡng cái mắt cua nó bằng những cái chế phẩm mà để nó chuyên để dưỡng cái mắt cua, và đồng thời chúng ta không có để kéo cái luống mắt cua nó ra gộ để chúng ta quản lý một cách hợp lý, thì bà con sẽ thấy là cái mắt cua chúng ta khô tới khô luôn rất là nhiều. Cái thời tiết lạnh thì bà con biết là cái không chỉ riêng cây sầu riêng đâu bà con, những cái cây trồng khác mà nếu mà ra qua ngay cái giai đoạn này thì nó có một sự ảnh hưởng nhất định. Nhưng mà cây sầu riêng là cái cây mẫn cảm nhất thời tiết lạnh nhất, là nếu mà cái mắt cua chúng ta nó sáng lên rồi thì bà con sẽ bảo vệ nó, bà con không bảo vệ nó một cách tối ưu thì nó sẽ dẫn đến khô mắt cua, thì chúng ta sẽ làm đi làm lại rất là cực. Bà con biết là nếu mà mắt cua nó vừa sáng lên á thì bà con có thể sử dụng cái sản phẩm là cái Happy đó bà con. Cái Happy bà con cộng với cái chai boron để chúng ta rửa cái mắt cua. Cái thứ nhất là để rửa cái mắt cua chúng ta là nó chống lại những cái thán thư cũng như là những cái nấm bệnh khác. Đồng thời thì bà con có thể kết hợp giữa cái boron và cái gói sạch nấm khuẩn để chúng ta kết hợp lại để chúng ta bảo vệ cái mắt cua chúng ta. Đồng thời cái bo nó giúp cho cái mắt cua chúng ta nó được gộ, nó ra gộ hơn các bà con, nó ra gộ hơn. Đồng thời cái mắt cua chúng ta nó không có bị khô đen hoặc là nó bị cong queo do nó thiếu cái lượng bo ban đầu, thì bà con thấy là cái mắt cua chúng ta nó toàn diện, nó sẽ sáng lên và nó mạnh mẽ, thì nó sẽ chống chịu lại cái thời tiết bất lợi. Dạ anh Triều, thì Trọng Hiếu thấy là cái giai đoạn xử lý ra hoa của sầu riêng á, bà con chúng ta ngoài cái việc mà chúng ta tạo mầm thì mình còn lưu ý cái việc là quản lý nước. Thì đến cái thời điểm mà cái mắt cua nó đã ra rồi mình xử lý, mình kéo cái mắt cua anh, thì cái khâu nước mình còn quan trọng nữa không anh? Bà con biết là cái cây sầu riêng chúng ta là không có những chúng ta quản lý được ở trên trời mà chúng ta còn quản lý được ở dưới đất nữa bà con. Nên bà con hãy lưu ý cái vấn đề này dùm ha. Là cái thứ nhất là cái mắt cua nó mới sáng ra, bà con đừng có dội là vô nước. Có nghĩa là cái lượng nước bà con không có thay đổi đột ngột được. Cây sầu riêng chúng ta bà con biết tại sao mà nó ra mắt cua mà lại trời mưa nó lại bị đen cái mắt cua. Thứ nhất là ảnh hưởng cái nước mưa trên trời, cái thứ hai nó thay đổi cái mực nước đột ngột. Cái độ ẩm ở dưới bờ chúng ta thay đổi đột ngột thì cái cây sầu riêng nó chuyển trạng thái. Thì bà con thấy là nó sẽ dẫn đến là tình trạng là nó nín cái mắt cua lại. Mắt cua nó không có khô đen nhưng mà nó nín lại, nó không có sáng thêm, nó không có lớn thêm nữa được. Thì bà con chú ý cái lượng nước. Cái lượng nước khi nào mà chúng ta quyết định là đủ cái lượng mắt cua ở trên cây rồi thì chúng ta mới rải phân vô nước chúng ta tưới. Nhưng mà chúng ta tưới cũng bà con lưu ý dùm là tưới, chúng ta tưới bắt đầu tăng từ ít đến nhiều, tăng dần dần thôi. Nhưng mà bà con phải giữ lại cái lượng nước là nó nhất định, không phải là nó nhiều quá đâu. Bà con thí dụ mà chúng ta bắt đầu quyết định tưới là gãy phân tưới, bà con tưới khoảng 2 ngày liên tục, là ngày đầu tiên mà con tưới nhá nhẹ nước cái coi. Bắt đầu là bà con tưới nhá nhẹ nước đi vừa đủ ẩm thì bữa sau chúng ta bắt đầu mắc mấy bón phân ở dưới gốc, rồi bà con tưới cho 2-3 ngày gì đó là cho nó tan phân đi, nó ngấm cái lượng phân, thì sau đó bà con ngắt nước lại, có nghĩa là bà con giảm cái lượng nước từ từ lại. Thì không, bà con đừng có tưới mà ẩm, kiểu tưới mà 3-4 ngày liên tục mà tưới nổi nước không con. Bà con tưới vừa đủ ẩm đất rồi bà con ngưng. Rồi sau đó thì mắc cua nó lú gộ rồi thì bà con có thể tăng cái lượng nước lên chút xíu, là tùy theo. Nếu mà trời mưa thì chúng ta khỏi tưới rồi, cái đó đương nhiên rồi. Nhưng mà trời nắng thì chúng ta tưới ít thôi, cái mặt đất bờ vừa đủ ẩm, nắng lên là thấy gáo liền vậy đó. Thì bà con thấy là nó giữ cái lượng nước nó ổn định như vậy thì cái cây sầu riêng chúng ta nó giữ được cái trạng thái bình thường, nó không có bị thay đổi đột ngột thì cái mắc cua chúng ta nó ổn định hơn. Dạ. Dạ anh Triều, cái khâu bón phân trong cái giai đoạn này anh, trong cái giai đoạn này ngoài những cái dòng chứa đạm thì mình còn lưu ý gì để cho cái cây sầu riêng của mình nó chịu lạnh được không anh? Bà con cũng biết là thường thì ai cũng nói đến cái lúc mà cây sầu riêng chúng ta bắt đầu kéo bông ra thì bà hay dùng những cái dòng mà nó thiên về cái đạm cao để chúng ta kéo bông. Thì thưa bà con, cái đó là nó không sai, nhưng mà thực chất thì nó có những cái mặt nó hạn chế. Bà con không nên dùng những cái sản phẩm mà nó chứa cái lượng đạm cao quá. Có nghĩa là lượng đạm nó sẽ nhỉnh hơn cái lượng lân và kali, nhưng mà lượng đạm đừng cao quá nha bà con. Thì bên cạnh đó thì bà con có thể sử dụng cái sản phẩm Supercat và cái sản phẩm GABA sữa, bà con hỗ trợ nó ở trên. Cái thứ nhất là để cái kéo Supercat để nó kéo cái bông, cái mắt cua chúng ta, nó giúp kích cái mắt cua chúng ta nó ra gỗ hơn. Nhưng mà còn cái sản phẩm GABA sữa bà con, nó sẽ giúp cho mắt cua chúng ta nó thoát ra khỏi cái thân cây á, nó nhanh hơn, đồng thời nó sẽ giúp cho cái hoa chúng ta, cái cuốn hoa nó dài hơn. Bà con biết, bà con để ý á, nếu mà những cái cây sầu riêng nào mà cái cuốn hoa của nó ngắn á, thì tỷ lệ đậu trái rất là kém. Nhưng mà đậu trái rồi sau cái đó đậu trái thì những cái trái nó dẫn đến giật học rất là nhiều. Bà con để ý, bà con thấy ha. Còn nếu chúng ta cho cái mắt cua nó thoát ra, cái cuốn hoa nó dài hơn thì nó sẽ đậu, sau này nó đậu trái, cái trái nó lớn đều hơn. Cái chế phẩm GABA sữa ở đây là bà con nghe nói là GABA, nhưng bà con hay liên tưởng đến những cái sản phẩm cái bên khác, nhưng mà GABA sữa ở đây là nó chỉ chứa một ít GABA thôi, nhưng mà ở đây là thành phần cyanokinin trong nó quyết định. Cyanokinin thì nó sẽ giúp cho cuống hoa chúng ta rất là mập đó bà con. Cuống hoa nó mập như vậy thì cái hoa chúng ta nó sẽ giảm cái lượng rụng hoa ở cái giai đoạn sau rất là nhiều. Bà con thân mến, thì vừa rồi là cuộc trao đổi giữa Trọng Hiếu và anh Nguyễn Thanh Triều về những cái vấn đề cách chăm sóc cái mắc cua sầu riêng trong cái giai đoạn tiết lạnh, và sau đây là những cái vấn đề xoay quanh cái việc là những cái sâu bệnh hại, những cái bệnh mà cái vấn đề trong cái giai đoạn này nó xuất hiện anh Triều. Và anh Triều thì theo nhiều nhà vườn phản ánh là hàng năm khoảng tới cái đợt tiết lạnh, đợt Noel này nè, thì nó có cái tình trạng là cái mắc cua sầu riêng mình nó bị rụng, thì không biết là có những cái nguyên nhân nào gây ra cái tình trạng này? Thưa bà con, thì năm nay đúng là bà con làm sầu riêng nó có nhiều cái chuyện mà nó ảnh hưởng, cũng như là bà con gặp rất nhiều là cái tình huống mà nó rất là khó khăn đó bà con. Lúc đầu thì chúng ta kích mắt cua nó không ra, nó nhảy đột tới lui, chúng ta chặn tới chặn lui rồi, tới xong bắt đầu bà con làm được cái chuyện đó, nó ra cái bông, cái vô cái thời tiết lạnh rồi bắt đầu vô tiết Noel cái nó lại rụng. Rồi bà con thấy là lại cái vấn đề khó nó lại gặp tiếp theo nữa. Thì bà con sẽ thấy là cái thứ nhất là chúng ta cái bông sầu riêng nó bị thâm cái đầu, cái nghĩa là cái đầu bông đó bà con. Thì lúc đó cái bông chúng ta ra được là khoảng 4-5 phân rồi nha. Thì bà con thấy là nó thâm cái đầu nó dẫn đến khô dùng chút, bà con đụng lấy cái tay bà con hứng cái dưới vỗ vô chùm bông nó rớt ào vào ở trên, nó sứt ngang cái tầng gời, nó rớt ào vào trên tay chúng ta, là một cái nguyên nhân rụng đầu tiên. Và bên cạnh đó cái nguyên nhân thứ hai là nó không rụng nhưng mà nó lại khô đen, nó héo xanh, cái bông nó héo rồi giống như nó xỉu vô con. Bà con gọi là chết nhát á, nó xỉu gì đó, góc đầu tới nó khô dần, nó còn dính da nhách ở trên cái nhánh cây, nhưng mà lại là nó khô bông. Một cái nữa đó là lại cái là đó là một nguyên nhân thứ hai. Hai cái nó khác nhau, nhưng hai cái khác nhau rõ ràng là hai trường hợp đó. Bà con phân biệt được những cái trường hợp như vậy thì chúng ta có những cái biện pháp xử lý cụ thể nó, thì nó sẽ mới dẫn đến cái hiệu quả cao được. Dạ anh Triều, thì ứng với những cái biểu hiện như vậy thì những cái tác nhân của nó là như thế nào anh? Bà con biết đó, là nếu mà chúng ta gặp cái trường hợp mà cái bông sầu riêng nó bị thâm cái đầu á, lúc mà cái mắt cua nó mới vừa sáng cái bằng đầu nó tơi út các bà con, đến nó dài 4-5 phân rồi bà con sẽ gặp nó bị. Lúc đó là cái giai đoạn nó cái hoa sầu riêng nó còn rất là non, nó trắng nó còn rất là non. Thì bà con thấy là chúng ta thấy cái bông nó thâm cái đầu, nó thâm vô, thâm từ cái đầu bông thâm vô rồi nó vàng cái cuốn, mà con đụng nó rụng ào trên tay á, đó là cái thác thư đó bà con. Cái thứ nhất là cái thác thư. Mà bên cạnh đó thì bà con cũng chú ý là nên quản lý cái dinh dưỡng nha. Bà con không cung cấp cái dinh dưỡng mà cái hàm lượng đạm cao đột ngột nha, nó vẫn dẫn đến tình trạng đó. Nhưng mà cái tình trạng là nó thâm đầu, nó rụng cái cuốn, đó là tình trạng là nó bị thắng thư. Và cái trường hợp thứ hai là trường hợp cái đầu bông nó không có thâm nhưng mà nó héo nguyên cái chùm bông. Chùm bông nó đang tươi rối đó con, bắt đầu nó héo, nó xỉu rồi nó khô dần vô mà nó dính trên nhánh cây, cái đó là do khuẩn đó bà con. Thì bà con sẽ xác định được cái nguyên nhân nào thì bà con sẽ có những cái biện pháp mà chúng ta ứng dụng để chúng ta quản lý một cách hợp lý. Như thưa bà con thì để quay lại cái giải pháp ha bà con, là mà cái thứ nhất là cái thắng thư. Thắng thư thì bà con có thể sử dụng là cái sản phẩm Downy Root, thấy không? Cái đây là một sản phẩm nó chứa hai cái hoạt chất là nó phối hợp với nhau một cách rất là hiệu quả. Thì bà con sử dụng cái sản phẩm Downy Root cộng với gói sạch nấm khuẩn thì bà con sẽ quản lý được hai cái bệnh đó. Cái thứ nhất là cái thắng thư, cái đụng mà nó rụng bông ào ào trên cái tay đó nha con bà con, cái đó là cái thắng thư nha bà con. Còn cái bông mà nó héo xanh, nó xỉu, nó khô, nó dính trên cây, cái đó là khuẩn. Thì bà con sẽ, nếu mà gặp thắng thư thì bà con chắc chắn sẽ gặp cái khuẩn đi theo. Cái khuẩn là cái cơ hội bà con, có cái bệnh, có thắng thư rồi thì khuẩn nó sẽ có gian theo, nó đi theo đó bà con. Thì chúng ta sẽ phối hợp hai cái sản phẩm này lại thì bà con sẽ quản lý được, một là cái thắng thư, hai là cái khuẩn rất là hiệu quả. Và đồng thời bên cạnh đó thì bà con cũng đừng nên quên là chúng ta cung cấp cái chung vi lượng. Cái chung vi lượng vào giai đoạn này chúng ta đặc biệt là những cái bo canxi này nọ, những cái giai đoạn này thì bà con sẽ giúp cho cái hoa sầu riêng chúng ta nó cứng cáp, đồng thời nó sẽ chống chịu lại được những cái tác nhân bất lợi bên ngoài một cách hiệu quả. Thì bà con sẽ phòng trừ cái hoa sầu riêng chúng ta nó không có dướng vào cái tình trạng là nó bị khô đen, nó bị héo xanh, cũng như là nó bị cái thắng thư để rụng bông cái sầu riêng của chúng ta hàng loạt. Dạ, anh Triều thì nãy giờ em nghe anh chia sẻ em thấy là nếu như mà cái mắc cô sầu riêng của mình mà nó nhiễm bệnh rồi á thì coi như là nó đã ảnh hưởng rồi. Thì theo như dự báo thì cũng như là vài ngày gần ra thấy những cái thời gian mà gần sáng thì mình thấy là cái sương mù nó rất là nhiều, thì không biết là anh có cái giải pháp nào để mà mình kích kháng cho cây sầu riêng không? Tại vì mình kích kháng trước cho chắc chứ để mà nó bị nhiễm là mình ảnh hưởng. Thì thường ở trên cái vườn chúng ta ở bà con thì cái hồi xưa giờ thì cái tập quán của bà con sản xuất cái thời gian cây ăn trái thì hay là thấy cái gì chị thấy. Nhưng mà bà con thấy là trong những cái năm trước thì dịch hại nó thời tiết nó không khắc nghiệt như năm nay bà con. Nhưng mà năm nay thời tiết rất là khắc nghiệt. Thì có một cách mà để chúng ta làm mà để chúng ta phòng cái bệnh ban đầu nó hiệu quả nhất là bà con sẽ tăng cường cái tích kích kháng của cái cây lên. Đó bà con. Thì nếu mà giống như con người chúng ta thôi, bà con tiêm vaccine được thì bà con tiêm vaccine được thì nó ít nhiễm bệnh thôi. Còn cái cây trồng chúng ta nó tăng cái tính kích kháng nó lên được thì nó vẫn thích ứng được cái thời tiết khắc nghiệt cũng như là những cái tác động ở bên ngoài. Thì cái sầu riêng đó bà con, ở giai đoạn này thì bà con có thể sử dụng cái sản phẩm cái nano kẽm 700 và cái sản phẩm Supercat. Cái nano kẽm 700 đó bà con thì nó giúp cho cái cuốn sầu riêng chúng ta nó cứng cáp hơn, nó sẽ chống chịu được những cái tác nhân bất lợi. Và đồng thời cái Supercat đó bà con thì cái Supercat thì nó là một trong những cái sản phẩm mà nó chứa cái carcinoline, nó sẽ giúp cho cây trồng chúng ta vượt qua cái thời tiết khắc nghiệt. Nghĩa là cây trồng chúng ta đang nắng ấm vậy, quay lại bắt đầu thời tiết lạnh đó, thì cái Supercat nó sẽ làm cho cái cây trồng chúng ta thích ứng ngay được với cái thời tiết lạnh đó. Cũng như là thời tiết đang lạnh mà xây lại bắt đầu là nắng đột ngột, tăng cái nhiệt độ lên 37, 38 độ. Như vậy đó thì cái cây nó sẽ thích ứng ngay được nếu bà con phun cái sản phẩm Supercat vào cũng như là cái nano kẽm. Cái thứ nhất là nó giúp cây trồng chúng ta tăng cái tính kích kháng lên. Cái thứ hai nó chống chịu lại cái thời tiết bất lợi ở những cái giai đoạn mà chúng ta không mong muốn. Có nghĩa là chúng ta không mong muốn mà nó bất lợi đến với mình cái cây trồng chúng ta đâu, nhưng mà thời tiết mà ông trời mà có ai cản được các bà con. Ông muốn thay đổi sao không thay đổi, nhưng mà mình chỉ có cái cách là chúng ta để tăng cường cái tích kích kháng của cây lên thôi. Và cái thứ hai nữa thì bà con biết là cái nano kẽm 700 nó làm được những cái chuyện mà bà con có thấy là cái thứ nhất là nó làm cho cái cuốn hoa chúng ta cứng cáp hơn, mắt cua chúng ta nó sẽ chống chịu là được tốt hơn. Cái thứ hai nữa là ngoài cái việc mà nó để làm cái cuốn hoa cứng cáp thì nó sẽ phòng trừ được cái thắng thư rất là hiệu quả. Bà con thấy là nếu mà chúng ta sử dụng cái nano kẽm 700 mà để chúng ta phun vào giai đoạn này thì bà con thấy mắt cua nó rất là sáng, vì nó phòng trừ được cái thắng thư trên cái mắt cua chúng ta. Mà bà con biết là mắt cua nó vừa sáng lên cũng như là cái bông non chúng ta ra được 2-3 phân gì đó thì bà con thấy là cái thắng thư rất là nhiều. Bà con đưa cái nano kẽm vào thì nó sẽ ngừa được cái bệnh thắng thư rất là hiệu quả, cũng như là cái Supercat nó giúp cho cây trồng chúng ta vượt qua những cái thời tiết khó khăn. Thì bà con thấy là cái cây trồng chúng ta nó sẽ an toàn vào những cái giai đoạn mà thời tiết nó xảy ra bất lợi đó bà con. Dạ, thì rất là cảm ơn phần chia sẻ của anh Nguyễn Thanh Triều ngày hôm nay. Bà con thân mến, là hy vọng là qua những cuộc trao đổi ngày hôm nay giữa Trọng Hiếu và anh Nguyễn Thanh Triều khi mà đi thăm vườn thì sẽ giúp cho bà con chúng ta có những thông tin để mà chăm sóc cây sầu riêng trong cái giai đoạn tiết lạnh này. Và những phút cuối cùng thì Trọng Hiếu sẽ được phép tổng hợp lại những cái thông tin mà từ nãy đến giờ anh Triều đã chia sẻ sẽ chuyển đến cho bà con. Và ngay bây giờ thì Trọng Hiếu một lần nữa xin cảm ơn anh Triều và xin mời bà con chúng ta theo dõi đoạn ghi hình sau đây nhé.